Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn một số cái nội dung như sau. Tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn những cái lệnh dùng để vẽ nâng cao. Thực ra thì những cái lệnh này chúng ta gọi là phần nâng cao, nhưng nó chính là những cái lệnh mà nhằm mở rộng cái kiến thức mà chúng ta đã có trên cơ sở những cái lệnh mà tôi đã trình bày với quý vị và các bạn trong phần trước, tức là chúng ta có 5 cái lệnh. Nếu chúng ta biết được những cái lệnh này, thí dụ như chúng ta có những cái lệnh là lệnh line để chúng ta vẽ đường thẳng, chúng ta có lệnh ray, lệnh congestion line, multi line, vân vân, những cái lệnh mà chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Và cái phần sau đó thì tôi sẽ trình bày quý vị và các bạn một số lệnh hiệu chỉnh bổ sung nữa. Ví dụ như là chúng ta có cái lệnh boundary, chúng ta để tạo những cái đường bao. Chuyện này nó sẽ rất là hữu ích trong cái chuyện mà chúng ta tạo dựng các mô hình 3D. Quý vị các bạn thấy là nếu mà chúng ta có những cái lệnh của AutoCAD 2D rồi thì chúng ta chỉ cần một số lệnh để chúng ta có thể dựng 3D rất là nhanh. Thì lệnh boundary là một trong những lệnh chủ yếu trong cái chuyện dựng 3D đó. Chúng ta có cái lệnh rect đó, để dùng để chúng ta, như cái tên gọi của nó là dùng để bẻ gãy cái đối tượng đó ra, chúng ta bẻ gãy và cắt đứt cái đối tượng đó. Lệnh join thì là lệnh ngược lại, tức là nối cái đối tượng đó. Thế thì chúng ta, trước khi mà chúng ta đề cập những lệnh này, thì tôi sẽ tiếp tục trình bày quý vị một số cái lệnh cài đặt trong cái kiểu kích thước, sau đó chúng ta cho cái kiểu kích thước ứng dụng nó vào trong thực tế. Bây giờ chúng ta xoay sang cái màn hình của AutoCAD. Quý vị và các bạn thấy là trong phần bài trước là chúng ta đã tạo ra và cài đặt các cái thông số cơ bản đúng với tiêu chuẩn Việt Nam cho những cái thông số kiểu kích thước kiểu HTV mà chúng ta đang cài đặt ở đây. Thế thì ở cái ba cái trang đầu là liên quan tới kiểu kích thước, chữ số kích thước, đường kích thước vân vân. Thì bây giờ chúng ta chọn cái trang thứ tư là fit. Thế thì ở cái trang thứ tư này, nè, quý vị các bạn thấy nè, nó có quá nhiều cái thông số. Nhưng mà quý vị các bạn khoan bối rối đã, không có gì phải lo lắng ở chỗ này hết. Bởi vì những thông số mà chúng ta cài đặt đây ở đây á, thì nó chỉ có một thông số thôi. Mặc dù là nó viết rất là nhiều, đôi khi chúng ta thấy là nó bằng tiếng Anh á, thì nó cũng có thể là chúng ta hơi rối một tí. Cái trang fit này có nghĩa là gì? Tức là chúng ta phải nhằm để mà chúng ta bố trí cái chữ số đó cho nó phù hợp, cho nó khớp với lại những cái thông số mà chúng ta cài đặt trước đó. Bây giờ quý vị các bạn xem nè, fit option. Thế thì ở đầu tiên là tôi giải thích ở chỗ này. Ở cái trang này nó giống như là quy định ở trong vẽ kỹ thuật vậy. Khi chúng ta vẽ kỹ thuật á, chúng ta thấy nè, những cái thông số chỗ này chúng ta để mặc định, chúng ta không chỉnh sửa gì chỗ này hết. Quý vị các bạn để đi, mà tôi lần lượt tôi cũng sẽ giải thích quý vị các bạn. Hay cái phần test placement ở dưới này nè, quý vị các bạn thấy nè, cũng để nó ở là mặc định luôn, chúng ta không chỉnh sửa chỗ này hết, tại nó mặc định sao để y vậy. Nhưng mà tôi sẽ lần lượt giải thích. Và trước khi làm điều đó đó, thì quý vị các bạn thấy là chúng ta chuyển sang cái trang test này nè, cái trang thứ ba, và bấm vào cái trang thứ ba đó. Và giả sử là chúng ta cho chiều cao chữ này lớn lên chút xíu để chúng ta lát chúng ta coi cái hiệu ứng nó tác động ở bên kia cái trang thứ tư nó như thế nào. Giả sử tôi cho là 4 mm. Đó, giờ xong rồi tôi lại bấm trở lại bên cái trang fit, tức là chiều cao chữ lúc đó là 4 mm, mà tôi bấm vào trang fit. Để chúng ta xem nha. Nếu mà chúng ta, nếu mà không đủ cái không gian để bố trí kể cả chữ số và mũi tên nằm giữa hai đường giống, đây là vẽ kỹ thuật rồi, không vấn đề gì hết. Chúng ta mặc định chỗ này, chúng ta nhớ được tốt, không nhớ được không sao hết, không vấn đề gì ở đây hết. Thì đối tượng đầu tiên phải đi ra khỏi hai đường giống là, nếu chúng ta chọn cái đầu tiên, tức là khi mà không đủ chỗ, đủ cái không gian giữa hai đường giống cái thước, quý vị thấy là ví dụ trong cái đường giống cái thước, chúng ta cho cái thước thì khoảng giữa nó khá hẹp, thì cái là đối tượng nào thiếu chỗ thì đối tượng nào đi ra ngoài cũng được hết. Nếu ta chọn cái arrows ở chỗ này, tức là gì, thiếu chỗ, cái không gian nó không đủ giữa hai đường cái thước đó, thì mũi tên buộc phải đi ra ngoài, tùy chúng ta thôi. Ta chọn cái thứ ba, tức là test, tức là thiếu chỗ, thì cái chữ số cái thước phải đi ra ngoài giữa hai đường giống, bay ra ngoài hai đường giống đó, rồi chỉnh. Vậy cái thứ tư, tức là bot test arrows, hai, kể cả trong cái trường hợp mà thiếu cái không gian thì kể cả chữ số và mũi tên đều phải đi ra khỏi đường giống hết. Đó là gì? Nó giống như là chúng ta quy định vậy rồi đó.
Cái thứ năm tức là luôn luôn giữ cho chữ số kích thước nằm giữa hai đường giống. Đó, thì bây giờ chúng ta cứ chọn cái đầu tiên là cái mặc định của nó. Thì tôi giải thích tới chỗ này cho quý vị các bạn thấy rằng cái mặc dù là cái chữ nó tương đối thông số nó khá nhiều, nhưng mà chúng ta làm đó, quý vị các bạn thấy là nó chúng ta thấy nó không cần phải quá phức tạp, chúng ta cứ chấp nhận giá trị mặc định thôi. Chúng ta xuống dưới là test placement. Chúng ta thấy test placement tức là cái chỗ mà chúng ta đặt để cái chữ số. Chứ nếu mà chúng ta nói là khi mà chữ số không nằm ở vị trí mặc định thì đặt nó kế bên đường kích thước. Chúng ta xem hình ở đây. Bây giờ giả sử nha, tôi muốn chỉnh lại cái thông số này lớn một chút xíu nữa, tôi chuyển qua trang số 3. Tất nhiên là chúng ta nói là cái chữ số này nó không đúng với tại tiêu chuẩn Việt Nam. Giả sử tôi cho lớn tí xíu, tôi cho là ví dụ là 6 mm đi. À, chúng ta nhìn qua trang thứ 3. Đó, chúng ta chuyển qua trang thứ 4 trở lại, chúng ta xem coi. Khi mà chữ số kích thước không nằm ở vị trí mặc định thì bố trí nó place. Không nằm vị trí mặc định là trên cái hình này quý vị các bạn thấy nè, đó. Nó nằm ở chỗ là cái chữ số kích thước này nè, đáng lý mặc định nó phải nằm ở đây, nhưng mà do cái thước nó không đủ, giả sử trong trường hợp này tôi chỉnh vậy để cho chúng ta nhìn trên cái hình đó cũng thấy, thì nó đặt cái bên đường kích thước nằm ở đây. Rồi, giờ chúng ta nhìn xuống dưới này. Khi mà nó không nằm ở vị trí mặc định thì đặt nó ở phía trên đường kích thước với một đường dẫn. Đó, thì chúng ta nhìn lên đây. Chúng ta đặt nó trên đường kích thước với một đường dẫn là đây. Nếu mà chúng ta thấy nè, đó là rõ ràng nó có cái đường dẫn này nè, trên cái hình này chúng ta thấy nằm phía trên đường kích thước một đường dẫn. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta chỉnh ở chỗ này nè, khi mà chọn cái mục cuối cùng á, chữ số kích thước nó nằm, nếu mà nó không nằm chữ số thước không nằm đúng vị trí mặc định thì chúng ta để nó nằm phía trên đường kích thước mà không có đường dẫn. Bây giờ chúng ta xem lại cái hình ở đây. Rõ ràng là cái chữ số thước nằm phía trên đường kích thước nhưng mà không có đường dẫn nào. Đó. Vậy thì chúng ta làm gì? Đơn giản như chỗ này quý vị các bạn, sau khi tôi giải thích xong, quý vị các bạn chọn cái để im cái mặc định của nó. Tức là chúng ta không chỉnh gì chỗ này cả. Đó. Đây là một cái chỗ mà chúng ta cần phải quan tâm. Đây nè. Cái ô bên này. Đây là cái phần mà quý vị các bạn hết sức lưu ý. Tức chúng ta thấy là scale for dimension feature. Có nghĩa là tỷ lệ cho các cái thuộc tính kích thước. Quý vị các bạn thấy ở chỗ này, tỷ lệ toàn cục cho tất cả các cái dimension feature là cái gì? Chúng ta xem nè, dimension feature gồm có thí dụ chỗ này là chữ số thước nè, rồi mũi tên nè, rồi những thông số cài đặt hồi nãy là phần lú lên nó là bao nhiêu vân vân, tất cả những thông số mà chúng ta cài đặt trong những cái trang này, trang số 1 nè, trang 2, trang 3 gì đó vân vân. Ví dụ như chỗ này tôi sửa lại là 3.5 mm giống cho nó đúng chuẩn nam đi, đó. Đó. Thì chúng ta thấy trang thứ tư nè, ở cái chỗ này thì chúng ta hết sức lưu ý. Quý vị các bạn thấy nè, trong cái phần, chắc là quý vị các bạn còn nhớ là trong cái phần mà chúng ta ở phần đầu tiên của cái bài nói về AutoCAD thì tôi có nói là chúng ta tạo cái khổ giấy. Và một trong những cái cách mà chúng ta sẽ làm đó là chúng ta dùng cái MV Setup. Khi mà chúng ta dùng MV Setup thì quý vị các bạn nói là thí dụ MV Setup chúng ta hỏi, nó hỏi tỷ lệ của cái bản vẽ của chúng ta. Đến chỗ này tôi có thể nói rằng sau này nếu chúng ta thuần thục về sử dụng AutoCAD rồi thì chúng ta có thể không dùng MV Setup, chúng ta cứ vẽ đúng như là cái thước thật ở ngoài. Thì sau đó tới chuyện nó in ấn, lúc đó chúng ta mới tính là chúng ta quyết định nó in ấn đường nét như thế nào. Nhưng mà ở đây thì tôi nói với quý vị các bạn, tức là trong cái bước đầu về cơ bản chúng ta chuyển từ vẽ giấy qua vẽ máy thì chúng ta phải tạm thời chấp nhận cái khái niệm đó đã. Thế thì ở chỗ đó chúng ta nói MV Setup, chúng ta có cái tỷ lệ bản vẽ, quý vị các bạn có nhớ chỗ đó không ạ? Tức là ví dụ như là chúng ta lấy tỷ lệ 1:10, chúng ta gõ mà là 10 vào đó, ví dụ vậy. Như vậy thì cái chỗ này nếu mà chúng ta bản vẽ là tỷ lệ 1:10 thì chúng ta sẽ gõ 10 vào đây. Tỷ lệ 1% chúng ta gõ 100 vào đây. Đó, quý vị thấy lưu ý chỗ này. Để tránh cái tình trạng mà bản vẽ chúng ta khi chúng ta in ra những cái chữ số kích thước nó còn lại là những cái dấu chấm thôi. Đó. Thì chỗ này nè, nhưng mà trong cái bản vẽ chúng ta học ở đây là tỷ lệ 1:1 chúng ta gõ 1.
Đó. Nếu sau này tỷ lệ mùng 10 gõ 10, tỷ lệ mùng 100 gõ 100. Tùy theo cái tỷ lệ mà chúng ta chọn trong MB Setup. Đó là một cái lưu ý quan trọng và quý vị các bạn hết sức quan tâm đến nó để chúng ta có được cái kiểu thước như đúng như ý chúng ta mong muốn. Chúng ta đến cái phần cuối cùng ở chỗ này, tức là fine tuning, để chúng ta tinh chỉnh đó. Thì chúng ta chỉ thấy cái dấu duyệt nó chọn sẵn ở chỗ này nè. Đó, chúng ta thấy nè. Draw dim line between tensor line, tức là gì? Vẽ cái đường kích thước nối giữa hai cái đường kích thước, hai cái đường giống. Tức là như thế này nè, chúng ta nhìn lên cái hình đây. Trên cái đường kích thước này, hai cái đường giống này nè. Giả sử là cái đường kích thước này đi ra bên ngoài, đường kích thước này đi nối dài ra bên ngoài, thì cái khoảng giữa này chúng ta buộc, đúng cái chuẩn Việt Nam là buộc phải vẽ cái đường kích thước ở đây, chứ không được quyền bỏ trống ở chỗ này. Thì cái chỗ mà tinh chỉnh ở dưới nè, fine tuning ở dưới này nè, đó, chúng ta thấy nè, cái mục mà chúng ta phải duyệt vào đó. Chúng ta phải duyệt vào cái chỗ cái dấu mà cái trỏ chuột mà tôi chỉ đó. Tức là chúng ta buộc phải vẽ cái đường kích thước nằm giữa hai cái đường giống đó. Quý vị các bạn thân mến, để mà có được một cái bản vẽ AutoCAD 2D đúng như cái yêu cầu của chúng ta, đúng về tiêu chuẩn về kỹ thuật, thì chúng ta thấy rằng cái số lệnh để mà thực hiện nó cũng không nhiều lắm, đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta thấy, nhưng mà để hiểu đúng về nó, trong đó có cái chuyện là tạo kiểu kích thước, thì quý vị các bạn thấy chúng ta đã tốn khá nhiều công sức để tạo các cái kiểu thước đó. Đây là bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái trang cuối cùng ở trong cái phần kiểu thước này, sau đó chúng ta ứng dụng cho kích thước trước khi chúng ta đi qua những phần khác. Bây giờ chúng ta xem cái trang thứ 5, tức là trang Primary Unit. Các cái đơn vị, các kiểu kích thước này nó có những đơn vị chính gọi là Primary Unit, hay là kích thước, à, kích thước chúng ta gọi là kích thước chính ở đây. Chúng ta nói nè, quý vị các bạn thấy nè, đối với kích thước thẳng linear dimension, linear dimension, thì cái đơn vị của nó là chữ số này, chúng ta thấy là ở dạng thập phân decimal. Nếu chúng ta